Chào quý vị khán giả đến với kênh chuyện nước Mỹ của Tý vào buổi sáng ngày hôm nay và chúc quý vị một buổi sáng cuối tuần vui vẻ. Một streamer uh, truyền uh, Twitter Kai Senat bị buộc tội kích động bạo loạn sau cái uh, sự kiện tặng quà ở NYC, New York City. Các nhà chức trách buộc tội người có ảnh hưởng trực tuyến Kai Senat vì ít kích động bạo loạn tụ tập bất hợp pháp và hơn thế nữa sau khi hàng nghìn người tràn vào một công viên và khu vực lân cận ở thành phố New York để đáp lại việc tặng máy chơi game PlayStation 5. Cảnh sát cho biết dẫn đến thương tích và hàng chục vụ bắt giữ. Một bài đăng trên tweet của streamer câu chuyện trên Instagram của Senat đã thông báo tặng quà tại Union Square Park vào thứ Sáu lúc 4 giờ chiều. Đến 1 giờ 30 chiều, khoảng 300 người đã tụ tập Jeffrey Madry, sĩ quan mặc đồng phục cao cấp nhất của Sở Cảnh sát New York, cho biết tại một cuộc họp báo thứ sáu điều mà chúng tôi mong đợi đối với một sự kiện truyền thông xã hội như thế này. Nhưng đến 3 giờ chiều, tin tức về việc tặng quà đã lan truyền rộng rãi trên mạng và hàng nghìn người bắt đầu kéo đến quảng trường Union. Ông ấy nói thêm, công viên nhanh chóng chật kín người cản trở giao thông khi người ta nhìn thấy đám đông phá bỏ các rào chắn và ném đồ vật vào cảnh sát. Mọi người cũng nhảy lên ô tô khi cuộc tụ tập trở thành một cảnh bất ổn. Cảnh sát cuối cùng đã đưa Senat ra khỏi công viên, Madre, Madre nói vì lý do an toàn sự kiện không được phối hợp với cảnh sát. Cảnh sát thượng trưởng nói thêm, cảnh sát đã bắt giữ 66 người, trong đó có 30 trẻ vị thành niên theo một phát ngôn viên của bộ. người không ký email cho gửi cho uh, tờ báo thủ đô hôm thứ bảy. Senat bị bắt và buộc tội bạo loạn, kích động bạo loạn và tụ tập trái pháp luật. Anh, uh, anh ta dự kiến sẽ hầu tòa vào ngày 18 tháng 8. Metri cho biết ít nhất hai sĩ quan và bốn thường dân đã được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương, trong khi một sĩ quan khác bị gãy tay. Cả nhân tôi đã chứng kiến những người khác rời khỏi đây với cái đầu bị rạch toàn. Bạn biết đấy, những vết cắt, vết bầm tím, vết rách. Anh ta nói thêm rằng anh ta cũng bị đánh vào đầu. Nhưng ông nói rằng các báo cáo một thanh niên 17 tuổi à, đã bị bắn hóa ra là sai sự thật. Madre cho biết vụ việc cho thấy sức mạnh của mạng xã hội, sự nguy hiểm của mạng xã hội. Chúng tôi đã tăng từ 300, à, 300 trẻ em đến vài nghìn trẻ em trong vài phút. Chúng ta phải chịu trách nhiệm khi sử dụng công cụ mạng xã hội. Senat có 6 uh, triệu rưỡi người theo dõi trên Twitch và giữ kỷ lục hầu hết người đăng ký hàng tháng trên nền tảng này với hơn 300.000 người xem trả phí vào tháng 2 Đó là điều nhiều người đăng ký trả tiền hơn hầu hết các tờ báo của Hoa Kỳ Qua tặng hôm thứ sáu là sự hợp tác giữa ngôi sao YouTube của Bronze Fanum người khám phá và nâng tầm sự nghiệp sáng tạo nội dung của Senat Ngôi sao Senat ngày càng nổi tiếng khi anh ấy phát trực tiếp với các rapper bao gồm Hai, 21 Savage và Bobby Shmurda. Senat đã kiếm được hàng chục nghìn đô mỗi tháng chỉ nhờ những dòng ảnh ngủ nướng của mình. Tweet đã cấm Senat nhiều lần kể từ năm 2021 vì nhiều vi phạm khác nhau, bao gồm hiển thị hình ảnh khiêu dâm, đe dọa người dùng khác và phát trực tuyến khi bị ảnh hưởng. Trong một buổi phát trực tiếp ngắn bên trong một chiếc xe gần quảng trường Union, vào thứ Sáu Senat đã dơ một nắm tay mà anh ta nói là thẻ quà tặng trị giá 100 đô được đựng trong túi giấy CVS màu nâu để tặng. CVS là một cái uh, cơ, cơ sở y tế quý vị. Họ đang ném hơi cay ra ngoài đó Senat nói trong một uh, luồng tweet trong sự hỗn loạn đang diễn ra. Chúng tôi sẽ không làm gì cho đến khi an toàn. Mọi người vì chính họ bởi vì đó là một cuộc chiến ngoài kia anh bạn. Vài giây sau, Senat bước ra khỏi xe và ngay lập tức bị bao vây bởi các cổ động viên. Uh, Livestream bị cắt ngay sau khi vệ sĩ của Senat bắt đầu đẩy mọi người ra xa anh ta. Madre cho biết những người trong công viên đã ném lon sơn, chai lọ, đá, trong khi những người khác đi lại với sẻn, rìu và các công cụ khác từ công trường xây dựng gần đó. Cảnh sát cho biết thêm, một số người trong đám đông đã đốt pháo trong lúc hỗn loạn và cho biết một hoặc hai sĩ quan phải được đưa ra khỏi đám đông vì bị thương. Đến khoảng 5-6 giờ chiều, cảnh sát một số cưỡi ngựa đã giải tán đám đông. Khi gần 6 giờ chiều, cảnh sát đã đẩy phần lớn đám đông ra khỏi công viên. Một cái tin bạo loạn thật là đáng kinh ngạc đúng không quý vị? Sao một đất nước tự do dân chủ lại có những cái chuyện như thế này ta? À, cái tiếp à, cái phần tin buổi sáng ngày hôm nay thì tí đến cái phần tin mà gọi là phương tiện giao thông ở Hoa Kỳ Và quý vị cũng biết là phương tiện giao thông ở Hoa Kỳ thì chúng ta có nhiều điều để nói lắm Nhưng mà để coi sáng hôm nay chúng ta có cái chuyện thông tin gì hết quý vị ha Sự chậm trễ tàu tàu hỏa đang uh, uh, từ DC đến Boston, nó sẽ không uh, tốt hơn, tình hình sẽ không tốt hơn, kính thưa quý vị. Và khách du lịch đã gặp nhiều gián đoạn hơn khi đội tàu Amtrak đã già đi và sóng nhiệt đang nóng và hiện tượng thời tiết xấu khắc nghiệt trở nên thường xuyên hơn và cơ sở hạ tầng chính bắt đầu hoạt động dọc theo các tuyến đường. Các quan chức đường sắt cho biết việc gián đoạn của Amtrak đang gia tăng ở vùng đông bắc có khả năng kéo dài trong nhiều năm do các hiện tượng thời tiết cực đoan trở nên thường xuyên hơn. Đội tàu cũ kỹ của Amtrak cần được bảo trì nhiều hơn và, và các dự án tái thiết bắt đầu trên hành lang đường sắt chở khách bận rộn nhất quốc gia. Sự chậm trễ đã gây khó khăn cho khách du lịch từ DC đến Boston trong những tháng gần đây. Nhiều người cho rằng các hạn chế về tốc độ liên quan đến nhiệt và sự cố tàu hỏa. Công việc theo dõi cũng cản trở các chuyến đi lên đi xuống tuyến đường. Đây thực sự là một phần câu hỏi hóc búa mà chúng tôi phải đối mặt. Chủ tịch Amtrak Roger Harris cho biết, trích dẫn nhiều thập kỷ trì hoãn bảo trì trên tuyến đường dài 457 dặm một phần của nó đã có từ 1.190 năm trước, wow rất là lâu quý vị. Bây giờ chúng tôi có tiền để làm việc và để làm việc bạn phải làm những việc như ngừng hoạt động đường ray để hoàn thành công việc. À, một cách giải thích rất là lạ của bộ giao thông vận tải của Hoa Kỳ quý vị. Hãng vận chuyển nhiều hành khách ở vùng đông bắc à, hơn các hãng hàng không đang chuyển khai, đang triển khai các dự án xây dựng lớn dọc theo các đoạn khác nhau của tuyến đường khi hãng bắt đầu sử dụng một phần trong số 66 tỷ đô la dành cho đường sắt theo luật cơ sở hạ tầng. hầu hết các số tiền các quan chức giao thông vận tải liên bang cho biết sẽ được dùng để nâng cấp các đường ray và thay thế các đường hầm và cây cầu có tuổi đời hàng thế kỷ dọc theo hành lang đông bắc của Amtrak. khi công việc tiến triển hoạt động đào tạo sẽ bị ảnh hưởng vì công ty à, hoạt động xe lửa xin lỗi quý vị sẽ bị ảnh hưởng vì công ty xem xét việc đóng cửa đường ray qua đêm để tăng tốc độ sửa chữa. trong số các công việc diễn ra là một cuộc đại tu lớn hệ thống dây xích có những năm có từ những năm 1950 mang năng lượng điện cho các đoàn tàu cũng như à, xin lỗi là một hệ thống dây một hệ thống điện có những năm 1950 mang năng lượng điện cho các đoàn tàu cũng như cải thiện hệ thống thoát nước và nâng cấp đường ray để thay thế các thanh dằn bằng gỗ cũ kỹ các dự án lớn chẳng hạn như xây dựng đường hầm mới trên sông Hudson giữa New York và New Jersey và thay thế cho đường hầm Baltimore và Potomac, 150 tuổi đã nhận được tài trợ của liên bang và sẽ cần nhiều năm để xây dựng. Trước khi các dự án đó bắt đầu, tình trạng gián đoạn dịch vụ đã phổ biến vào mùa hè này ở khu vực New York nơi các khu vực làm việc và đường ray đơn xung quanh ga Penn đã làm chậm các tuyến tàu lên xuống hành lang. Vào thứ tư vừa rồi, các chuyến tàu bị chậm trễ từ 20 phút đến 1 giờ trên các khu vực khác nhau của hành lang đông bắc. Một Người xâm phạm ở phía nam Boston đã làm chuyến tàu Acela bị chậm 1 giờ, một chuyến tàu khu vực đông bắc khởi hành từ Washington muộn 40 phút vì sự cố máy móc. Một vấn đề thay đổi phi uh, uh, đoàn uh, nhân viên đoàn tàu đã làm trì hoãn chuyến khởi hành của chuyến tàu khu vực đông bắc hướng về Washington ở Richmond. Trên toàn hệ thống, hơn một phần tư hành khách của Amtrak gặp phải sự chậm trễ trong tháng 6 theo dữ liệu hiệu suất với mức độ trễ trung bình là 54 phút. Sự gián đoạn rõ rệt đối với khách du lịch trên các tuyến đường dài thường đến muộn hơn một nửa thời gian và các vùng của đất nước ở hành lang Đông Bắc. Dữ liệu của Amtrak cho thấy tỷ lệ khách hàng bị trì hoãn cũng đang có xu hướng tăng lên. Dữ liệu cho thấy vùng Đông Bắc, 22% các chuyến đi gặp phải sự chậm trễ trong tháng 6, trong đó những chuyến đi trên các chuyến tàu khu vực Đông Bắc gặp nhiều sự cố nhất. Đó là sự suy giảm về tính kịp thời so với sáng 6 năm 2019 khi 15% các chuyến tàu bị trễ. Sự chậm trễ cũng bắt nguồn từ vụ trật bánh vào tháng 7 ở Washington, và chạm tại các điểm giao các đường sắt và những kẻ xâm phạm xâm nhập vào các khu vực hạn chế dọc theo đường ray công việc kết hợp với các hạn chế về tốc độ liên quan đến thời tiết có nghĩa là các chuyến đi dài hơn cho hành khách họ có đủ loại lý do điểm mấu chốt nó không chỉ là tồi tệ mà còn không thể chấp nhận được sina cindy một cư dân alexandra người đã đi tàu khu vực đông bắc gần như hàng tuần để đến quantico nơi ông dạy nghiên cứu về an ninh quý vị nào hay nói là tí đưa tin chuyện nước Mỹ thì uh, uh, lo cho dân mình đi uh, nước người ta lo được vậy là do lo cho dân giữ chưa vậy quý vị hiếm khi chuyến tàu của anh ấy đúng giờ CD người đã trải qua sự chậm trễ từ 15 phút đến hơn 1 giờ trong mùa hè này cho biết anh kể vào buổi sáng gần đây chuyến tàu của anh bị trễ 90 phút vì sự cố tín hiệu ở gà Union khi đến New York anh ấy phải bay vì lo ngại về độ tin cậy của mạng lưới đường sắt wow Um, Amtrak cho biết đội tàu của họ bao gồm các đoàn tàu khoảng 50 tuổi đang cần được bảo dưỡng thường xuyên hơn. Amtrak đã mua các chuyến tàu mới cho vùng Đông Bắc bao gồm 28 toa tàu Acela được lên kế hoạch đưa vào hoạt động năm 2021 nhưng hiện đang xếp hàng để ra mắt vào năm tới. Công ty đã cho ngừng hoạt động 4 chuyến tàu Acela trong đại dịch vì chúng đã quá tuổi thọ. Những thách thức ngày càng gia tăng khi nhu cầu đối với dịch vụ Amtrak đã vượt qua con số của năm 2019, trong khi hãng cho biết họ bị hạn chế tăng công suất vì không đủ tàu. Amtrak đã phục vụ hơn 1,1 triệu hành, hành khách tại hành lang Đông Bắc vào tháng 6, tăng nhẹ so với tháng 6 năm 2019. Sean Geneske, phó chủ tịch phụ trách các vấn đề về chính sách của chính phủ tại Hiệp hội hành khách đường sắt cho biết đây là thời điểm tồi tệ khi có nhiều sự cố dịch vụ hơn khi lượng hành khách tăng đột biến. Và hành khách mới, nhiều người trong số họ trẻ hơn và đi du lịch để giải trí, đang lần đầu trải nghiệm đường sắt tại Hoa Kỳ. Ông nói các hành khách đang bày tỏ sự thất vọng trên toàn mạng lưới, trên mạng xã hội và khắp nơi, đặc biệt là ở vùng Đông Bắc, đặt ra câu hỏi về tác động của công việc bảo trì của kỹ thuật của Mỹ. Vâng, nó sẽ trở nên tồi tệ hơn. Ông nói, chúng tôi đang đối mặt với những gián đoạn đáng kể đối với cách chúng tôi di chuyển, di chuyển trên khắp đất nước trong tháng mùa hè amtrak đưa ra cảnh báo hàng ngày cho hành khách rằng các chuyến tàu có thể bị chậm trễ do nhiệt độ quá cao vì gián đoạn liên quan đến thời tiết các quan chức cho biết tắc nghẽn đường sắt và hạn chế tốc độ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống những người ủng hộ đang thúc giục amtrak thực hiện các bước có thể làm giảm sự chậm trễ trong khi hành khách nói rằng đường sắt không giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và hầu như mọi người đều phải trả một số tiền để đi như là các chuyến tàu đi đúng giờ trong một chuyến công tác gần đây tới New York, chuyến tàu của Brian Gray, cư dân Washington DC đã hoãn một giờ tại ga Union. Ông nói rằng ông chưa bao giờ nhận được thông báo cho biết thời gian khởi hành muộn. Và ông nói cách duy nhất để biết về sự chậm trễ là để mắt đến bản hiển thị. Nhưng khi quý vị di chuyển trên đường thì không biết là hiển thị ở đâu. Không có thông báo ứng dụng di động, tin nhắn văn bản hoặc email được gửi về sự chậm trễ. Chúng ta đang sống từ năm 2023 chứ không phải là những thập niên 50. Và bạn mới có một đám đông tụ tập tất cả đều bối rối và thất vọng như nhau, đều nhìn nhau và lắc đầu và nhún à, nhúng vai, ôi chúng ta lại trễ rồi. Amtrak cho biết họ đang nỗ lực cải thiện thông tin liên lạc và thực hiện các bước để bù đắp cho số lượng hành khách gặp sự cố ngày càng tăng. Hành khách có thể sử dụng quy trình tự phục vụ để hoàn vé khi tàu bị hủy hoặc đổi tàu khi bị hoãn. Gene Scale cho biết, ông đang nhìn vào mặt tích cực các khoản đầu tư sẽ giảm thiểu các vấn đề về lâu dài. Ông nói, sẽ có lợi tức đầu tư nhưng sẽ không có cứu trợ trong ngắn hạn. Đây là một vấn đề đã hình thành trong 50 năm và chúng ta sẽ không vung đũa phép thần mà sửa nó chỉ trong một đêm. Và kính thưa quý vị, Um, qua bản tin này thì chúng ta thấy là giao thông vận tải của Hoa Kỳ còn chứa rất là nhiều tiềm ẩn số tiền thì chúng ta lúc nào cũng nghe tới hàng tỷ đô la nhưng vào túi riêng của ai thì chúng ta không biết hy vọng là sắp tới sẽ phát hiện ra những cái vụ án tham nhũng gọi là đại án tham nhũng lớn ở Hoa Kỳ, quý vị. Bởi vì tiền thì lớn hàng chục tỷ mà ngành đường sắt vẫn sử dụng những đoàn tàu như là 190 năm rồi 50 năm, mình không thể tưởng tượng được một quốc quốc gia giàu có mà lại keo kiệt đến như thế, quý vị. Và quý vị nào còn bảo là Tý hãy lo cho dân mình, à, vậy thì dân ở, ở bển lo cho dân dữ chưa? À, đó là thông tin. Một quý vị cũng biết là kênh thông tin của Tý là chủ yếu truyền về những thông tin và chuyện nước Mỹ của Tý, cho nên là đó là cái nghĩa vụ và nhiệm vụ và kênh của Tý ngay các tiêu chí từ đầu từng đã uh, phát triển kênh, kênh cho nên là quý vị nào không thích nghe thì xin mời sang kênh khác và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi bản tin buổi sáng ngày hôm nay bản tin về tàu hỏa của Hoa Kỳ chậm trễ đã kết thúc bản tin buổi sáng và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ có nhiều niềm vui trong cuộc sống và nhớ là cuối tuần thì uống rượu thì không nên lái xe và lái xe thì không nên uống rượu chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại những bản tin kế tiếp bye